Em xin chào các bác nha. Đây là cặp loa L100 Canterbury, canh xanh mới về và cặp này nó đẹp lắm các bác ơi. Các bác nào mà đang tìm cặp này thì chốt ngay cặp này nha. Tại vì nó đẹp gọi lắm, nó đẹp, đẹp hoàn thiện ấy. Em đang giao là 31 triệu 500 với những cặp loa hàng đẹp như thế này. Cặp này là bát vàng, mic vàng, chép vàng luôn nha. Đấy, cặp này đẹp. Bác nào mà mua cặp này về các bác nhận hàng xem, các bác phải thốt lên là cặp này đẹp quá. Tại vì em bán mà thấy những cặp này nó đẹp quá. Không phải về lúc nào cũng được vậy các bác. Kiểu hàng bãi thì nó nung ra muôn hình muôn vĩ, kiểu như cặp này nó chút đỉnh như là mèo mèo vân nó sẽ khác các bác, nó không có giống đâu. Tại vì hàng làm thủ công. Chất âm mà nó y chang nhưng mà cái ngoại hình nó sẽ khác. Thiết kế kích thước như nhau nhưng mà cái kiểu vân gỗ này mỗi cặp họ sẽ vân nó khác nhau. Và những cặp này rất là liền lạc luôn này. Phê nhờ các bạn. Em có đăng hình Zalo nha. Những bác nào vào xem thì có thể xem. Chốt trên video này thì chốt luôn cặp này nha. Tại shop chỉ có một cặp duy nhất cặp này thôi. Cái này là phai mờ theo thời gian. Cái này còn nó đậm đậm một tí. Đây là những cặp hồi huyền thoại JBL. JBL L100 Canterbury. Rồi, ngoại thất của nó là tuyệt vời rồi nha các bác. Từ vuông thành sắc cạnh, có nhìn cạnh này. Đấy, đẹp ghê nha. Và công nhận là vận chuyển từ đó về đây nó là rất là kỹ càng. Càng xanh thơm phức. Mới canh thì các bác cùng xem nha. Tổng quan phía trên này các bác, 31 triệu 500 đã bao gồm phí ship nha. Chuyển không đủ thì em sẽ bớt trực tiếp là 300.000. Này e canh thì đẹp mút chỉ nha. Này đẹp mút chỉ luôn. Trời nóng quá các bác. Trời mùa này nắng giá mang luôn. Đây, tem treo được có đầy đủ cho các bác nha. Đây cặp này là mọc luôn. Bát vàng, mít vàng, như bát vàng, nấm vàng các bác. Mít vàng, chép vàng, tuyến lo tuyệt đẹp, không lẫn vào đâu được. Series cặp này là 2119 này và 2185 này. 2119 và 2185 nha các bác. Series đầu 2119 và 2185. Những dòng loa ở thì cây này họ sản xuất từng chiếc một các bác, rồi mà họ mới xếp và lựa chọn cặp nào họ đóng thành từng cặp, chứ không như bây giờ nha. Bây giờ họ sẽ làm đúng từng cặp series liền kề hoặc là đúng series một luôn. Còn đời thời mà hoàng kim những dòng loa của Mỹ ra đời và những dòng loa Nhật kiểu như thế này, nó sản xuất từng chiếc nên nó không có đối xứng nhau rồi quá. Họ sản xuất từng chiếc tiếng loa này các bác. Nhìn cặp này mà nó đẹp ối xôi ôi luôn. Nó đẹp từ tiếng loa cho đến là thùng loa nha bác. Ối xôi ôi luôn, nó đẹp quá đẹp. Hai vi tinh chỉnh phía trước nha. Bác nào chốt cặp này thì liên hệ cho em chính của hai số điện thoại 0978 338 14 hoặc là 0965 77027 nha. Cọc tiền các bác cọc khoảng 10% trở lên, khoảng 2-3 triệu trở lên là em ship hàng và các bác nhận hàng và kiểm tra hàng, thanh toán số tiền còn lại. Còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt trực tiếp vào giá trị sản phẩm luôn là 300.000, còn là 31 triệu 200 bao ship tận nơi. Một cặp loa gọi là quá đẹp. L100 Canterbury. Và bây giờ hiện tại hoa hậu hiện tại miền Nam luôn, có miền Bắc em không biết, nhưng mà cặp này nó quá đẹp nha. Đó là chốt cho nhân ta liên hệ cho em liền nha.